hay gác tay lên trán để chú tâm nghe câu nào, tâm đắc con thực hành, tâm con ghi ngay. Mà ngoài ra ghi ngay ra ngoài vô băng để nhớ, rồi con cho bạn mượn lựa căn cơ nào, hộp băng nào con cho mượn, thấy có kết quả mấy bạn con khen thầy giảng hay, rất thích nghe. Thậm chí có bà bỏ đi chùa, bỏ hết tập tục thờ cúng, từ ngày được nghe lăng thầy giảng tự nhiên con thấy nhẹ nhàng và sung sướng. Nhưng con lại sợ thầy bảo gắt tay lên trán không tốt nên con hơi băn khoăn. Câu thứ hai, bạch thầy, 7-8 năm nay con đi nghe thầy giảng, cuộc sống gia đình con được an lạc hơn xưa nhiều. Ý con muốn để lại các kỷ niệm này cho gia đình con là thế hệ sau được tiếp tục theo để khỏi lạc đường tà, mà con lại nghe thầy nói là không để lại gì hết. Bạch thầy, con có nên để lại hay không? Xin thầy chỉ dạy. Diệu Minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, bữa nay là mấy tháng 9 hả? Hôm nay là ngày 10 tháng 9 dương lịch, tức là năm 2000, nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch năm Canh Thìn. Ồ, hôm nay là đúng như sự sắp xếp là chúng ta khai giảng cái lớp giáo lý ở chùa Vĩnh Nghiêm cho chư vị Phật tử nam nữ cư sĩ. Thì qua một tháng chư tăng chế thầy an cư sau cái tháng cái mùa tự tứ, giờ đây thì nhà trường thì tăng chúng cũng học trở lại, cho nên là cái lớp của Phật tử nam nữ cư sĩ cũng sinh hoạt trở lại. Thì trước hết là xin chúc mừng tất cả những vị có mặt và những vị chưa có mặt mà có cái hân hạnh được đầy đủ sức khỏe để mà lo cái việc Phật sự cũng như việc tu học, và nhất là những người có mặt đúng như sự sắp xếp trong bữa hôm nay. Thì trước khi bắt đầu đi vô cái đề tài sinh hoạt giáo lý thật sự, thì tôi xin thông báo một cái điểm mà nó có cái tính chất ngoài cái việc sinh hoạt giáo lý của chúng ta, nhưng mà nó có tương quan với cái việc làm trong sự sinh hoạt của chúng ta. Số là như mấy năm rồi mà, thì cái mùa trung thu ban đầu là cũng vì là cái lòng thương trẻ con nhi đồng, rồi mình hoạt động, mình sinh hoạt tự phát bằng cách như là nho nhỏ lần lần rồi tới rồi mình quà tặng cho tới các cái điểm của các cái trường học. Thì những năm đầu đó năm sáu trăm phần quà, những năm sau là 1,200 phần quà, năm nay tới 1,700 phần quà. Do vậy mà năm nay thì mình phải đi tặng quà cho các cháu thiếu nhi đó nó nhiều điểm hơn.
nó tới 6 điểm của các cái lớp học ở trong xã. Thành ra là tôi nghe Phật tử Đạo Minh Đức đây thì có tổ chức là có các Phật tử mà đi tham dự trước là đi thăm tôi, xin cảm ơn tấm lòng đó. Sau nữa là nhân cái dịp trung thu để mà cùng vui với cái vui của các cháu nhi đồng để tặng quà cho các cháu. Thế thì là cái tấm lòng đó là thầy trò đã đồng ý như vậy, là một việc đó cũng là một việc tốt, một niềm vui nho nhỏ trong cái đạo tâm, cái đạo hạnh của chúng ta. Thì tôi xin thông báo đại chúng là nếu mà các vị đi đó, lát nữa thì Minh Đức nói sẽ rõ hơn. Minh Đức là cái vị mà trưởng đoàn, nghĩa là lo về việc xe cộ đó mà. Thì các vị có đi đó, thì xin nhắc nó như thế này. Một là đi là phải chuẩn bị cái tinh thần, cái nghị lực, chịu đựng. Đây có nghĩa là mình đi là không thể nào mình sướng hơn là ở nhà được. Họ xin nói rõ như thế, không thể nào sướng hơn ở nhà được. Ở nhà ta là sáng ăn lót lòng xong rồi cái rồi nếu mà thấy nó hơi mỏi mệt là ta lên giường ta ngủ giấc cũng không ai rầy. Còn ở đây là đi là phải 5 giờ sáng là phải bắt đầu dậy rồi. Rồi thì khoảng 5 giờ rưỡi là ở đây là khởi hành rồi. Rồi tới cái chỗ mà cho bánh là phải 7 giờ rưỡi chứ không nên trễ nữa. Bởi vì mình đi buổi sáng là phải 6 điểm lên cơ. Cho nên là đi thì phải chuẩn bị cái nghị lực, tức là mình phải chịu chắc chắn là cực khổ hơn là ở nhà. Đây là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là kinh nghiệm bản thân đó mà. Là không có cái vui nào mà nó làm cho mình thỏa mãn được. Dù là cái vui đó bạn bè đông đảo, chuyện giảng, ân cần gì đó ha, cũng không có cái thật vui. Mà chỉ có một mình mà tư duy chánh pháp, học chánh pháp, tư duy chánh pháp, sống trong chánh pháp thì mới có cái vui thật. Cho nên cái đi thì mình gọi là vui, nhưng mà phải đề cao cảnh giác là mình nói qua nói lại để gặp gỡ người này người kia, có khi mình sơ sức một lời mà người ta không hiểu được cái ý, không hiểu rõ được cái ý của lời nói là có thể hiểu lầm ngay, là có thể sinh ra một cái sự là bất đồng ý kiến, rồi bất bình bất mãn, thì cái vui mà mình định vui đó nó lại mất đi. Do vậy cho nên cái ý thứ hai là phải hết sức dè dặt, nghe cái gì mà nó lỡ mà nó không đồng ý nó trái tay ha, là phải có cái sự kiên nhẫn mà trong đạo Phật gọi là cái nhẫn nhục, phải bỏ qua, phải đại hỷ đại xả bỏ qua. Chứ còn không là các vị đi tính vui mà lại chuốc lấy cái đau khổ buồn bực đó nha. Đó là cái điểm thứ hai. Còn điểm thứ ba đó thì bây giờ thì có thể nói thật với các vị, những năm trước là tôi giữ vững một cái lập trường nó quá đơn độc rồi. Mà thật sự là bên ngoài nói vậy mà bên trong không có nở. Nhưng mà do vậy cho nên năm nay á, mà nếu các vị mà đi mà theo tôi nghe Đức nói là cỡ trăm người đó, thì các vị chỉ lo như là lót lòng sáng ở nhà thôi. Còn cái buổi trưa mà đi phát quà cho các cháu rồi về đó, thì coi như mình có thể có những cái bữa cơm đạm bạc, không đến nỗi tệ lắm, nhưng mà có để mình đủ sức cho tới buổi chiều để mình về mà khỏi cần á, là cơm vắt, cơm nấm, cơm gói thì đi nó sắp nó lè kè, nó lòn tòn, nó bề bộn. Nghĩa là về cái mặt mà ăn uống đó mà có châu đáo hơn. Thậm chí là năm nay là buộc lòng là tôi phải che, mướn rạp mà che. Chứ còn không mướn lại và che nó phập phồng quá chừng quá đổi rồi lỡ trời mưa rồi ngành đứng ở đâu. Cho nên giờ đảm bảo chắc ăn ha là mướn lại che. Mà mướn lại che đó thì là họ cho mượn luôn cả bàn cả ghế ngồi luôn.
Thế là trưa mình dọn cơm, dọn đồ ăn ra, mình có thể vừa đứng vừa ngồi vừa ăn, tạm vui cũng được, không đến nỗi khó khăn. Cái này công việc nó như vậy. Cho nên là các vị nào có đi á mà, thì như vậy đó. Tất nhiên là buổi sáng là phải lót lòng cho no, bởi vì là đi luôn á, đi 4-5 điểm một buổi sáng, trưa về thì khỏi lo. Để là như thế. Rồi buổi chiều thì là phát một điểm nữa rồi á, thì để thì giờ cho Phật tử về thành phố trở lại. Còn cái quà đó thì các vị năm ngoái đột xuất thì các vị cũng có điều kiện rồi, cũng có tấm lòng đó mà, thì các vị muốn đem gì là đem. Chứ còn thật sự là cái quà mà tôi nắm vững danh sách tên tuổi đó, thì cái việc đó tôi phải làm rồi thôi, chứ không bao giờ phiêu lưu mà để được chừng nào ai đem gì cho nấy, không có cái đó. Cho đèn cầy 15 cây, cho kẹo 15 cục, một cái bánh trung thu nho nhỏ của trẻ con, và một cái đèn ống. Mà năm nay có cái đèn ống, đèn giấy đó, mỗi một em về một cái. Cho nên là năm nay là mọi thứ có thể là nó hơn những năm trước, kể cả cái việc mà cho quà các cháu cũng như là cái việc sắp xếp ở tại nhà. Thế thì các vị có đi chơi là tương đối là không đến nỗi thọc hồng lo lắng lắm. Hãy để là như thế. Có ý kiến sao ạ? Thôi biết rồi, cái đó là thầy đã nói từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ là thấy vậy không có nở. Có những người ăn được và có những người là thấy nó cực khổ quá ha. Việc đó coi như lo rồi hết rồi, yên tâm à. Coi như yên tâm đừng có lo nữa. Chỉ lo có một điều mà tôi làm rồi tôi cười à. Ngày hôm qua đó, người ta cho ba cái trái mít bự vậy nè, mà tôi là tôi ưa ăn mít, mà mít mua ngoài chợ là tôi không ăn. Mua mít sống đem về mới chẻ ra rồi mới chiên, chiên xong rồi mới kho thì tôi mới ăn cái mít đó. Tôi kho có nấm này kia nọ rồi gia vị đồ ngon lắm, nhưng mà nói chừng tôi ăn rồi cái tôi phát ra tôi cười. Cười rồi á thì giả mấy người cũng quanh hỏi sao thầy cười. Tôi nói tôi cười là gì á, đồ ăn của tôi làm tôi cho là ngon, dưa mắm tôi làm cũng rất ngon, tôi chỉ đạo mà. Rồi mít kho cũng ngon, măng kho cũng ngon, tàu hũ kho nấm ngon. Nhưng mà tôi cười là tôi nhớ lại là cái ngon đó là ngon của khẩu vị của tôi. Tôi nhai cái nào nó phải nghe nó giòn giòn, râm rớt, và nó dai dai thì tôi ăn nó mới ngon. Rồi tôi nhớ tới các vị trời không có răng. Đa số là răng giả, mà răng giả là nhai măng khô không đứt, nhai mít mà chiên nó vàng rồi nó hơi dai đó không đứt. Thế thì nếu mà vị nào mà răng mà dở đó là dòm mà cười tôi chứ chẳng có làm cái gì cả. Phải nói rằng là ăn nhiều miệng, mà nhiều miệng với khẩu vị của tôi và bộ răng của tôi, chứ bộ răng của nhiều người coi thì đẹp vậy mà răng trồng, gọi là răng trồng răng giả thì có thể là không ngon lắm. Chứ còn tôi làm ngon à. Hôm qua tôi đem ba cái mít về, tôi xẻ ra sao mà mũ không, tôi xẻ không được. Tôi phải gọi điện thoại tốn 20.000 để hỏi vì sao mà gọt mấy cái mít nó cho được. Chứ không là gọt tới đâu là mũ nó dính tùm lum hết. Thế là tôi xin báo là tôi mới học hôm qua đó, là ai mà gọt mít non á là có cái giò nước cái rumine vừa xối nó rỉ rào ra rào mình vừa gọt không có dính tay, mũ trôi hết. Còn bằng không là rớ đầu dính đó. À, ngày hôm qua tôi làm á, cho nên giờ yên tâm không có lo gì hết. Buổi trưa khỏi có lo, chỉ lo buổi sáng bỏ bụng rồi đi thôi. Nói như vậy có nghĩa là không phải vì một lẽ gì khác, mà tại vì là tôi chịu không có được. Phật tử là lâu lâu một năm đi chơi có lần có thăm thầy mà gì không có cái gì hết á. Buổi trưa không có gì hết trơn mà ăn bánh mì khô
hoặc là bánh tét rồi có khi cái bụng nó chịu không có được, nó xót xa trong ngày đó, ta khó chịu mà. Là nên tôi nghĩ là nghĩ mình mà rồi nghĩ tới người khác, cho nên là phải làm cho ta châu đáo một chút, chứ cũng không có ý gì khác. Cho nên bây giờ thì yên tâm, đừng có lo cái việc đó. Cái đây á là nói về cái câu hỏi này, cái nghe băng mà nằm hay là ngồi kiểu nào đều đó, đối với tôi á, tôi cho rằng là không có hại gì hết. Nhưng mà nên nhớ rằng các vị tiền bối hồi xưa người ta khó lắm, người ta khó, nó có cái hay của người ta, nhưng mà cái hay đó thì nó lại cũng có khuyết cái mặt khác. Tôi nói ví dụ như chuyện Kiều Nguyễn Du mà các vị phải mặc khăn đóng áo dài, ta đốt trầm người ta mới nghe mà. Tôi quý cái văn chương vậy lắm, huống chi là kinh lời lẽ của Phật. Cho nên lời lẽ của Phật đó, hồi mà cái thời kỳ mà tôi bắt đầu tôi học Phật đó, là phải ngồi nghiêm túc chỉnh tề, tay chân phải rửa rồi mới được cầm được kinh, chứ không bao giờ mà cầm cuốn kinh mà lật như quyển sách vậy, không cho phép, vì không có tôn trọng, không tỏ lòng tôn trọng. Tôn trọng là không tốt. Thế thì là cái ý tổ rất là hay chứ không phải là không. Nhưng mà về cái tư tưởng mà đại thừa đó, thì người ta có cái câu, ở thế gian người ta cũng có nói cái câu của những người có cái chất liệu đại thừa như trong Phật giáo vậy, người ta gọi là cung kính bất như phụng mạng. Có nhiều người tỏ cái thái độ cung kính với người lớn, người trên rất dữ, nhưng mà cái thái độ đó nó giả tạo, vì sợ sệt, vì bạo đỡ, vì tân bốc mà giả cái dạng cung kính, mà thật sự cái lòng thì không có cung kính, thậm chí là phản tắc cũng có. Do vậy cho nên cái hình thức nó cũng có cái cần, mà có những trường hợp cái cần đó không có đem lại hiệu quả gì hết. Là cái người mà không thành thật cung kính mà tỏ vẻ cung kính. Ngược lại có người cái tính của người ta, của người trực, người can, cái người có cái tính cách nữa là bình dân giản dị, muốn cho mọi người đều bình đẳng, người ta không muốn làm cái trò mà ròn cuối bỡ đỡ, thì người ta không cung kính lắm. Nhưng mà thật sự trong lòng người ta tôn trọng. Tôi quý người lớn, tôi quý kẻ trên, tôi quý người già, mà người ta không có khụng đụng khệ nệ là biểu lộ ra cái thái độ dung dược cung kính, mà thật sự là lòng cung kính, thế thì người ta phụng mạng, cái đó nó quý hơn. Nó chấp thành cái lời dạy, cái lời dặn, cái lẽ phải, thì cái người đó quý hơn là cái người mà cung kính bằng hình thức.